Khổng tử cũng có công năng đặc dị đoán chuẩn như thần nhìn xa trăm dặm. Các nhà khoa học phương Tây đã nhiều năm nghiên cứu về siêu năng lực hay công năng đặc dị. Đó là một loại khái niệm đã được công nhận, và thậm chí họ còn phát hiện ra ngồi thiền tĩnh tâm có thể xuất ra công năng đặc dị. Tiến sĩ người Mỹ James Redding là nhà khoa học nghiên cứu cần lâm sàng. Ông cũng là người đứng đầu viện khoa học nghiên cứu tư duy viết tắt là Ion Best. Viện này đã một lần thực hiện khảo sát đối với 2.000 người tu luyện tĩnh tâm, xem họ có những công năng nhìn xa, đọc suy nghĩ người khác, biết trước tương lai, vân vân hay không. Cuối cùng thì 75% số người tu hành tham gia khảo sát đã thể nghiệm được điều này, và đó là thông qua ngồi thiền tĩnh tu mà đạt được. Nhà báo Sarah Mark Isaac cho biết trên trang IC, trong cuốn sách Siêu năng lực của mình, thì Reddin dẫn lời nhà tâm lý học người Anh vốn luôn hoài nghi về vấn đề này. Richard Westman, người đã nói với tờ Daily Mail, theo tiêu chuẩn của bất kỳ lĩnh vực khoa học nào khác thì siêu năng lực thiên lý thông, tức là nhìn được hình ảnh từ xa đã được chứng minh. Và trước khi được chứng minh thì từ hơn 1.000 năm trước trong văn hóa tu luyện ở phương Đông, từ sớm đã có rất nhiều bằng chứng và những giải thích rất đầy đủ về công năng đặc dị này. Thiên lý nhãn của Đức Khổng Tử Khổng tử, người được tôn là vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy tiêu biểu của thế giới. Ông không chỉ văn võ kim thông mà trên thực tế, trong nhiều thư tịch cổ như là hàng thi ngoại truyện, liệt tử, có ghi chép rất nhiều câu chuyện về khổng tử, vận dụng công năng đặc dị của mình. Tương truyền sau khi khổng tử bái kiến lão tử trở về, liền học cách ngồi thiền tĩnh tâm, sau này nhan hồi cũng theo thầy học thiền tọa theo ghi chép trong hàng thi ngoại truyện, một ngày nọ khổng tử và học trò nhan hồi cùng lên núi Thái Sơn ở nước lỗ. Khi lên đến đỉnh núi thì khổng tử trầm ngâm tĩnh tâm suy nghĩ và nhìn xa về phía đông nam. Nhìn thấy cách xa hơn nghìn dặm ở phía ngoài cổng thành Tô Châu của nước ngô có buộc một con ngựa trắng. Khổng tử chỉ về phía đó và hỏi học trò, con có nhìn thấy cổng thành nước ngô không? Nhan hồi trả lời, dạ thưa thầy con có, Khổng tử lại hỏi, về ở ngoài thành có gì? Nhan hồi trả lời, hình như có một tấm lụa trắng treo ở đó. Khổng tử xoa xoa vào mắt nhan hồi và đính chính lại, đó là con ngựa trắng. Lúc này khổng tử phát hiện công lực của học trò chưa đủ nên dùng tay chạm vào mắt của anh ta và hai người cùng nhau nhìn xuống núi. Tuy nhiên, sau ngày hai thầy trò cùng nhau xuống núi không lâu, người học trò 31 tuổi này của ông tóc bắt đầu bạc, răng rụng và không lâu sau thì lâm bệnh qua đời. Nho gia tu luyện chú ý đến tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chú trọng tu luyện đạo đức cá nhân. Trong phương pháp tu thân có thể khai phát công năng đặc dị bao gồm công năng thiên nhãn lý tức là công năng giao thị nhìn được sự việc ở xa. Thay cho, Đức Khổng Tử phóng hết tầm mắt để nhìn từ Thái Sơn đến cửa Tây Thành Tô Châu ít nhất của 1.400 km. Nếu dùng mắt thường để nhìn, dù cho không khí không bị ô nhiễm như ngày nay, độ xuyên thấu của không khí và khả năng nhìn đều rất tốt, cũng không thể nhìn quá nghìn dặm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy cây số. Hơn nữa, không thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết. Đây chính là công năng đặc dị mà mọi người thường gọi là thiên lý nhãn. Vào thời điểm đó thì Khổng Tử đã 71 tuổi, còn học trò của ông khi đó vẫn còn trẻ. Tại sao sau khi từ Thái Sơn trở về không lâu thì người học trò này bị bạc tóc rụng răng? theo ghi chép trong các thư tịch cổ truyền nguyên nhân nhân hồi sống đáng mệnh chết yểu vì dùng nhãn lực tối đa để nhìn làm tinh khí hao tổn kiệt quệ vì công lực của người này còn nông cạn nhưng lại dùng một cách quá mức quá thật khi vận dụng công năng là cần tiêu hao năng lượng của tự thân công lực của nhân hồi rõ ràng là không đủ vẫn miễn cưỡng cố gắng khai mở công năng đặc dị dẫn tới năng lượng cũng như tinh lực tiêu hao quá độ đợi tới lúc khổng tử phát hiện ngăn cạn thì đã quá muộn thân thể của nhân hồi đã bị tổn thương nghiêm trọng dự đoán tương lai 500 năm sau. Trong sưu thần ký có ghi chép câu chuyện khổng tử dùng công năng dự đoán chuyện sẽ xảy ra. Vào năm Vĩnh Bình đầu thời Đông Hán ở quận Hội Khê, có một người tên là Trung Ly Ý là tự tự Á đảm nhiệm chức thừa tướng nước lỗ. Sau khi nhận chức thì ông ta lấy ra 13.000 đồng giao cho một người tên Khổng Hân để bảo dưỡng cho chiếc xe mà Khổng Tử đã từng dùng lại tới miếu khổng tử bái lại, đích thân lau sạch bàn ghế, chỗ ngồi, đạo kiếm và giày. Trong vùng có một anh chàng tên là Trương Bá khi đi làm cỏ ở giảng đường trong khuôn viên nơi khổng tử, dạy học có nhặt được 7 miếng ngọc bích. Trương Bá giấu một miếng vào ngực, mang 6 miếng còn lại tới trình báo chung ly ý. Trước giảng đường nơi khổng tử dạy học, trên đầu chỗ ngồi có treo một vò gốm sứ. Chung ly ý cho đòi khổng hơn tới để hỏi thăm, cái vò đó là vò đựng gì? Khổng Hân đáp, đây là vò gớm của Khổng Phu Tử, trong đó để rất nhiều sách lụa, không ai dám mở ra. chung Lý Ý nói, Khổng Phu Tử là một vị thánh nhân, người lưu lại chiếc vò này là muốn gợi ý điều gì đó cho hậu thế, có tài đức đời sau. Nói rồi ông mở chiếc vò ra và lấy trong đó một mảnh sách lụa màu sáng nhạt, trên đó có viết, thế hệ sau, người nghiên cứu biên soạn tác phẩm của ta là Đổng Trọng Thư. Người bảo dưỡng xe của ta, lau sạch giày của ta, mở thư rương của ta là Chung Lý Ý, người ở Hội Khê. Ngọc Bích tổng cộng có 7 mảnh. Trương Bá giấu một miếng. Trung Lý lập tức cho gọi Trương Bá tới hỏi quả nhiên anh ta phải thừa nhận rằng lấy một miếng ngọc từ dấu trong ngực ra. Thời gian từ khi khổng tử ly thế tới khi chiếc vò gốm được mở ra là hơn 500 năm. Ngoài ra thì trong liệt tử, Thuyết Phù Thiên cũng ghi chép một câu chuyện khá thú vị về công năng đặc dị của khổng tử. Ở nước Tống có một người trượng nghĩa nhân từ thích làm việc thiện. Ngày nọ thì con trâu đen trong nhà ông sinh được một con ngá trắng, lấy làm kỳ lạ ông bàn đến thịnh giáo Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử không nói lý do cho ông ta, chỉ nói rằng đây là điều tốt lành, hãy mang đi cúng thần Phật. Một năm sau, người này đột nhiên bị mù không biết nguyên nhân là gì. Con trâu đen nhà ông ta lại sinh ra một con ngá trắng. Ông lại sai con trai đi tới hỏi cộng tử. Con trai nói, lần trước cha đi hỏi, làm theo lời của ông ấy mà cha vẫn mù mắt, sao còn cần đi hỏi nữa, người nọ vẫn nói. Lời nói và việc làm của Bậc Thánh Nhân đều có đạo lý rất thâm sâu, có lúc lời của họ trước tương phản sau so phù hợp, con chỉ cần đi hỏi là được. Thế là người con trai lại tới tình giáo Đức Khổng Tử, lần này Khổng Tử vẫn không nói lý do, vẫn nói như lần trước. Đây là một điểm may mắn, hãy đem đi cúng cảm tạ thần Phật đi. Người con trai trở về và thuộc lại lời với cha mình. Người cha nói, hãy làm như Đức Khổng Tử dạy. Một năm sau, đôi mắt của người con trai cũng đột nhiên bị mù. Không lâu sau, nước sợ phát binh tấn công nước Tống, bao vây kinh đô nước Tống. Người già, người trẻ đều bị bắt gia nhập quân đội, hầu như đều bỏ mạng không trở về. Hai cha con nhà nọ, vì mù loa nên được miễn nhờ đó là bảo toàn tánh mạng. Sau khi kinh đô được giải vây, mắt của hai cha con ông lão đột nhiên lại phục hồi một cách kỳ diệu. Lúc này hai cha con mới thầm tán phục tài năng của thánh nhân và cảm phục không nói được câu gì. Huyền bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.